Giờ sẽ chuẩn bị nội dung thi hiện đại của tất cả các cấp các màu đây. Ở đây nâu trước cho nó rồi xuống có mấy lít sáu lít tiếp theo. Các em sẽ thực hiện hai bài quyền Hand Sodan và Hand Nida. Hey!
rồi tiếp theo là có thị Kim Trai, rồi tiếp theo nữa là Phương Thúy, rồi rồi đúng rồi, cao thị Diễm Hằng, bên này là Bích Vân, cao thị Diễm Hằng đúng không, cao thị Diễm Hằng đứng bên dưới ha, tiếp tâm lý tốt hoặc em nào chịu khó tập thì nên thi, chúng ta sẽ thấy là người ta thi tốt hơn. Nói chung là thường là chịu khó tập, tập luyện nhiều kể cả có bị tâm lý chăng nữa thì lúc đó theo quán tính mình vẫn cứ đi được tốt. Tuy là không được tốt bằng mình tự tập bởi vì nó ảnh hưởng tâm lý, nhưng mà do mình tập nhiều thì nó vẫn cứ đi, cơ thể của mình và các cái kỹ thuật tay chân nó vẫn cứ triển khai được. Giống như một dạng của kỹ xảo. Từ từ đấy, từ. Tùy cái bán. Em hỏi chứ. Nhưng mà họ bảo bị sai số như thế nào thì bị ngược số. Tiên bài bắt sai đây. Soda. Tiếp theo MP.
thông thường thì chúng ta thấy là các võ sinh nam đi thì kỹ thuật sẽ tốt hơn võ sinh nữ, cái tỷ lệ đa số là như vậy. Tất nhiên là cũng có những võ sinh nữ kỹ thuật xuất sắc, nhưng mà thường thường thì các võ sinh nam thì kỹ thuật chúng ta sẽ tốt hơn, có lực hơn. Của các em đi tốt hay là không tốt, rồi đúng hay là chưa đúng thì còn phụ thuộc vào huấn luyện viên. Nhưng mà thời nay thì thực sự là các em có thể chỉnh kỹ thuật của mình trên YouTube được, bởi vì trên YouTube có rất nhiều kỹ thuật chuẩn để chúng ta có thể chỉnh sửa. Nên là khi đi thì chúng ta cũng không cần thiết phải đi nhanh, mà chúng ta cần đi đúng nhịp độ, nhịp điệu của bài quyền. Tiếp theo bài tắc khi Shodan là nhịp điệu của bài quyền, và đi đúng kỹ thuật thì nó vừa đẹp mắt và vừa điểm nó sẽ tốt hơn. Cấp đai này gồm có 3 bài quyền: Bassai Dai, Taki Shodan và MB. Mình là cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như để ủng hộ kênh của chúng tôi ngày càng phát triển. Quý vị chờ đón xem các cái nội dung tiếp theo của video sau nhé. Sau mỗi đợt thi như vậy thì các em sẽ được nghỉ để chuẩn bị cho nội dung thi tiếp theo.